Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đi đến miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người và như thường lệ người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rảy vợ. Đức Giêsu nói với họ: Chính vì các ông lòng chai giả đá nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Kính thưa quý bạn, cha em, chúng ta trong ngày thứ 6 của tuần thứ 7 mùa thường niên, chúng ta lắng nghe tin mừng theo Thánh Marco thuật lại cho chúng ta cái câu chuyện giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-siêu đến để thử Chúa Giêsu. Một câu hỏi rất là quan trọng. Và họ cũng, qua cái câu hỏi này, họ cũng tìm cách để gài bẫy Chúa Giêsu để xem Ngài trả lời như thế nào. Họ hỏi Chúa Giêsu để thử Ngài rằng, đó là thưa Thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Cái vấn đề những người Pha-ri-siêu đặt ra là có được ly dị không? Thời của Chúa Giêsu thì có hai lập trường. Lập trường thứ nhất, lập trường của trường phái Hi-leo thì rộng rãi, cho phép ly dị một cách dễ dàng. Lập trường thứ nhất là trường phái của Hy Lê, có nghĩa là cho phép ly dị một cách rất là rộng rãi, thoải mái. Cái lập trường thứ hai được gọi là trường phái của Samai thì khắt khe hơn, chỉ chấp nhận ly dị trong rất ít trường hợp. Và những người biệt phái, những người Pha-ri-siêu này biết cái vấn đề ly dị là vấn đề rất là gay go, cho nên đã tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu để Ngài trả lời thế nào thì cũng sẽ bị kết án thôi. Nếu mà Ngài trả lời một cách rộng rãi thì Ngài cũng bị kết án, mà nếu Ngài trả lời một cách quá hạn hẹp thì Ngài cũng bị kết án. Cho nên ta thấy đây là cái câu hỏi mà những người Pha-ri-siêu hỏi Chúa Giêsu, không phải hỏi để được Chúa Giêsu dạy dỗ, được Chúa Giêsu giáo huấn, để được Chúa Giêsu chỉ cho biết, nhưng mà những người này rắp tâm, mang một giả tâm gài bẫy Chúa Giêsu để tìm cách hại Chúa Giêsu mà thôi. Để trả lời cho câu hỏi của những người Pha-ri-siêu thì Chúa Giêsu hỏi các ông, đó là theo Mô-sê ngày xưa đã truyền dạy cho các ông điều gì? Thì họ trả lời là ông Mô-sê đã cho phép họ viết giấy ly dị mà rảy vợ. Đức Chúa Giêsu mới trả lời: Chính vì các ông lòng chai giả đá, cho nên Mô-sê mới viết điều ấy cho các ông. Nhưng mà từ thuở ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng có nam có nữ thì không phải như vậy. Họ chỉ là hai, nhưng mà chỉ là một xương một thịt mà thôi. Và sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly. Chúa Giêsu nói cho họ biết về chính từ thuở ban đầu, về chính trong ý định của chính Thiên Chúa trong công trình tạo dựng của Ngài, một người nam một người nữ, và Chúa muốn họ sống thành vợ chồng với nhau và gắn kết với nhau, không phân ly với nhau. Nhưng và theo dòng thời gian, vì theo ý muốn của con người và theo cái ý của họ, cho nên là họ muốn sống theo cái ý của họ,
cho nên là họ đòi ly dị. Nhưng mà trong chính từ cái thuở ban đầu của chính Thiên Chúa tạo dựng thì không có được điều đó, và Chúa Giêsu đã kêu gọi họ trở lại đến chính cái nguồn gốc, cái căn bản trong công trình sáng tạo của chính Thiên Chúa, là Thiên Chúa sáng tạo người nam và người nữ, và cả hai được gắn bó, được nên một với nhau. Chúng ta thấy trong cái cuộc sống ngày hôm nay của gia đình của chúng ta, cả những người có đạo hay không có đạo, chúng ta thấy ngày hôm nay một trong những cái điều rất là nhức nhối cho chính cái đời sống gia đình, đó là các gia đình ngày hôm nay dễ bị tan vỡ lắm. Tan vỡ vì họ chỉ tìm theo ý của mình thôi, nhưng mà họ không tìm theo thánh ý Thiên Chúa. Họ chỉ sống cho cái tôi của mình, không sống cho cái chúng ta, không sống cho chính Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình ngày hôm nay, nhất là năm nay, năm về mục vụ gia đình, chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào trong cái đời sống hôn nhân gia đình. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các bạn trẻ ấy, để các bạn trẻ ấy ý thức hơn về chính việc mình sẽ bước vào trong chính cái đời sống gia đình, đòi hỏi mọi người chúng ta phải gắn bó với Chúa, thì lúc bây giờ gia đình của chúng ta mới được bình an, mới được hạnh phúc.